gốc của file tiếng này mà không bị chèn ngược vào với lại giọng nói, và em liên hệ số điện thoại của họ là 0028255999 gặp để bán cho nghe file gốc không có bị chèn ngược. Lý do thịnh chèn ngược vô là do bài mới nhất bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em phải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mà bình luận bên dưới, và thêm ý kiến cho em để đăng ký kênh nhiều hơn.